thời điểm mua của HCM thì cái nhịp T cộng này là nhịp bán nhưng mà thực sự cái bán này là chỉ bán một cái điều chỉnh tương đối nhẹ thôi khối lượng cao hơn trung bình 30 phiên nhưng cái khối lượng mấy cái cây này nó cao hơn này hai, hai phiên trước này hai phiên trước nó cao hơn này thì nó vẫn là một cái lực đỡ thì chúng ta kể fibo này nó thấy là một cái lực đỡ của nó ở đâu ở đây tức là vùng 23.6 ở đây 23.6 ở chỗ này nó sẽ đỡ nó kéo lên Đấy, theo em nghĩ thì khả năng là 23.6 là nó sẽ hoạt lên thì cái điểm mua của chúng ta là vùng 23.6 đang để kê lệnh luôn kê lệnh luôn Đấy. đánh uh, nếu mà vùng 23.6 này thì chúng ta đánh trong vòng tên 5 vòng tên 5 T3 mà không 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 có lãi thì chúng ta bán. T3 hàng về không có lãi bán. Chúng ta đánh T5 vùng 23.6. Đấy. Thế còn để mà thời điểm mua đẹp ấy thì thực sự đối với con này thì nó đang ở cái nhịp sideways này thì mua đỏ bán xanh. Đấy, mua đỏ bán xanh đây này. Xu hướng sideways thì là xu hướng mua đỏ bán xanh. Tích lũy chặt mà bên dưới cái vùng hỗ trợ ví dụ ở bên dưới dưới hỗ trợ ở đây là nó bao nhiêu đây vùng 23 nếu mà dưới vùng 23 này thì khả năng là nó sẽ đi tương đối xa này 23 như vậy chúng ta không thể gồng được ngoài T5 tức là đến T5 là thủng ở vùng 23 là nó có thể trôi một phát một phát xuống vùng nguy hiểm đó là vùng dưới này này dưới này là vùng 20 mà lên xuống vùng 20 này là cái vùng mà nó nó thuộc 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 chung dài hạn rồi tức là nó sẽ phần phải tích lũy đâu đấy khoảng một tháng rồi mới lên được đấy, nó phải lình xình ở trên tới là một tháng thế cái thời điểm mua thì chắc chắn là thời điểm, chúng ta có thể mua luôn ở cái vùng hai ba sáu đặt cây lệnh và đánh t năm thế còn nếu mà điểm mua mà khung dài hơn ấy, tức là tầm đó là đánh khoảng 3 tháng ấy, thì nó thể dùng vùng 20 mươi nếu mà có khả năng nó không xuống vùng đây đâu nó có khả năng nó xuống vùng đường lơ ở vùng này này khả năng nó vùng đường đơ sẽ ở vùng tầm độ 21.5 22 thì chúng ta cũng có thể là xem xét vào hàng được đó, tùy điều kiện thị trường Đấy, mà cái tầm độ khoảng độ 15 phiên tới đáo hạn phái sinh tháng tháng tư mà điều kiện tích cực thì nó từ vùng 21 này kéo lên thì nó sẽ đẹp hơn đấy, quan điểm của em là như vậy và chúng ta kỳ vọng một cái vùng đâu đấy khi dưới vùng này thì là vùng 24 là cái vùng cản 24 là cái cản của nó đấy, để anh cân đối náp nhé